Thanh Long. Lần đầu tiên thấy Thanh Long nó xíu gì. À, mấy anh có thể đoán được bài này trong mấy nốt nhạc ạ? Ba nốt. Một đi anh, một đi cho nó thật sầu. Nhớ vậy hả? Em không của anh mà, em không của anh. Rồi một nốt thử coi. Đứng hình là thua rồi nha. Yeah. Nghe đồn là ekip có mang cả một cái thử thách game về âm nhạc đó để thử thách Đàm Vĩnh Hưng. Hưng cũng không có nói trước là mình hay đâu nha, hay là giỏi đâu. Mình phải thử coi ai hay hơn. Thì ekip chơi khó hơn thì ekip thắng thôi. Còn Hưng biết được nhiều hơn thì sẽ thắng. Mà thử coi. Bài hát đầu tiên là nằm trong cái album mới của anh luôn. Ừ, quá dễ, quá dễ. Wow. Anh có thể đoán được bài hát này trong vòng mấy nốt nhạc? Hai nốt. Bây giờ em sẽ mở hai nốt nhạc ở trong bài hát đó và anh hãy đoán nha. Rồi. Đây là mashup. Đây là mashup với Trúc Nhân. Trời ơi, nghĩ sao vậy rồi, cái bài của người ta đang top 20 mà. Để cho em yêu anh, để cho anh yêu em, tình yêu ta trao nhau bao giờ quên. Nam thần Trúc Nhân. Thank you so much. Phải đẩy nó lên tiếp đi nha mọi người ơi, coi nha, coi nhiều vô nha. Coi hoài, share hoài là tự động nó lên nè. Tiếp theo, cũng nghe nó luôn là một bài hát của chị Mỹ Tâm. Ghê vậy, một bài của Mỹ Tâm. Trời ơi, quen không ta? Bài quen quen đi. Thôi, cái này phải 5 nốt quá. 5 đến 7 nốt quá. Anh lấy chốt ạ. Thôi, 7 đi, mình đừng làm tài thánh, tài thiên. Tài thiên, tài thánh. Mình làm hay quá không được. Phải cho dài dài có cơ hội hơn. Ôi, ta. Tưởng gì? Đây là bài... Không muốn nói. Vì em tất cả. Trời ơi, tôi ngồi nghe trên xe, tôi muốn đi miền Tây rồi, tôi nghe rồi. Tôi khen ok, bài này dễ thương mà. Tưởng được cái gì? Đừng hỏi em vì sao. Đó là bài chị Tâm xào ra muốn đúng không? Xào ra muốn, bài này hết xào ra muốn. Tiếp theo cũng là một bài trong album của anh luôn. Anh có thể đoán được bài này trong mấy nốt nhạc ạ? 3 đi, chúng thôi quê. 3 nốt. Trời ơi, bài đó là bài Mùa Thu Lá Bay. Mùa Thu Lá Bay. Tình yêu mang đến bao nhiêu niềm đau. Mùa thu lá bay về đâu. Ni ơi, trọn đời nhớ nhau. Nghe trời biết liền là tức luôn à. Quá dễ dàng, bây giờ nó một nốt thôi. Trời ơi, nó hay quá, một nốt không biết. Tiếp theo, đó là một bài nhạc đang hot hiện nay, bài nhạc trẻ. Cách đôi nỗi sầu, anh muốn đến cách đôi nỗi sầu. Đúng không dạ? Có thể. Rồi. Thử coi. Phải 5 nốt, 7 nốt đi đi. Trời ơi. Bài này cũng đang hot, nhiều khi em biết á. Ừ, thì mở thử nào. Mấy nốt ạ? 5. Đang hot hả? Đang hot. Thôi cái này chịu thua đi. Hay là bữa giờ là tập trung làm album cho cuộc đời nó mất á. Nên là chỉ nghe tới nghe lui nghe lui đồ của mình không à. Đó, cho nên là chưa cập nhật kịp cái này thiệt. Đó là một trong những cái lý do chính đáng. Em chưa cập nhật kịp. À, chứ còn đa số là nghe được hết á. Bài này là bài Lệ Lưu Ly. Thì khi nào có thời gian. À, hay đó, cái tên hay đó, Lệ Lưu Ly. Lưu Ly tăng vỡ, Lưu Ly vỡ. Có phim nói chưa vậy? Sơn Hà Lệnh á. Lưu Ly vỡ, Lưu Ly vỡ. Hoa khói bay gì. Bây giờ mình đến với bài cuối cùng. Cũng là một bài trong album của anh luôn. Anh có thể đoán được bài ở trong mấy nốt nhạc ạ? Mình được quyền lựa chọn mà đúng không? 5 nốt. 5 nốt, dễ lắm anh, bài này dễ lắm. Anh ít hơn đi. Thôi, 3 đi. 3 nốt. Một đi, cho nó thật sầu. Nhớ vậy hả? Em không của anh mà, em không của anh. Rồi, một nốt thử coi.
đứng hình là thua rồi nha. Ok, trời ơi, cái gõ cốc cốc là kêu là vì sao anh nhớ em thế này, đó là mashup. Nếu chúng mình cách trở. Yes. Em ơi, ngồi đây thương bóng thương hình, ngồi đây tơ tưởng riêng mình với niềm mơ ước vây quanh. Thì anh đã vượt qua được 4 trên 5 bài hát nên là anh đã chiến thắng và cái phần thưởng của anh là được đến với thử thách tiếp theo ạ. What? Trời ơi, cái tụi này nó ghê lắm nha. Chuyên môn, tụi này là tụi sản xuất bên cả cái vụ biển cái gì đó. Và chứ âm thực á, nó toàn là cho chiến thắng hay thắng con chàng phát tay. Con chàng kia nó thấy thiếu gì thì hát thấy thắng tay bỏ tay nhiều. Mình cũng giờ bị dẫn dắt, mình cũng trả lời điên thiệt. Thế là cái gì? Trời đất ơi, sao được? Anh hát một câu, hai câu hay là được? Nhạc của hoa biển hả? Nhạc của hoa biển. Em có thể chọn lời từ bất kỳ một cái bài nào khác được. À hả? Vậy thì có thể được, tại vì là hoa biển là nó tông trưởng đó. Còn tất cả mashup kia đa số là chỉ có một số lá bay với lại tuổi xa người là trưởng rồi đó, còn như là thứ không à. Hãy mở cái máy beat của biển tình lên mới được nha. Thì hãy mở beat biển tình lên coi. Đấy, làm được không nha? Anh nghĩ chắc cũng không khó với mình lắm đâu. Beat biển tình, beat hòa biển tình đi. À được. Được được. Chiều nay mà sao không thấy em, áo ai xanh thờ hướng đi vào đêm. Đợi một giây nhé bằng thế kỷ sau, anh mới yêu lần đầu em đã yêu lần sau. Ê chị kìa. Không có được nha. Tôi nhớ là cái bài hot nhất hiện nay là các đôi nói sầu ha. Sau đó là tới Thái Long. Lần đầu tiên chơi thanh long có tại nhà đẹp hưng. Lần đầu tiên chơi thanh long có trong vườn Noel nhà hưng. Lần đầu tiên chơi thanh long nhà xíu gì. Ôi hot dữ lắm luôn nha. Thấy cái gì liên quan thanh long trời ơi, mà sao mà rần sao hay thiệt luôn á. Công nhận dân tình yêu trái cây ghê ha. Dân tình yêu những cái gì đó mới lạ và nó bất ngờ. Đấy, có thể là cái bài Lưu Ly mình chưa biết, nhưng mà cái bài Thanh Long mình biết rất rành. Tôi không biết Lưu Ly, tôi chỉ biết Thanh Long. Tôi chỉ biết Thanh Long. Trời ơi, lần đầu tiên trái Thanh Long, mình cầm trái Thanh Long mình hát luôn á trời mọi người. Cái gì vậy, người ta nói mình nên nết không á trời. Kỳ quá. Mà nè, trả lại bài nè. Đó. Rồi, mọi người ơi, một cái tin vui nữa là toàn bộ máy hát đã sold out. Sold out có nghĩa là đã hết sạch nha. Thường không phải đặt hàng tiếp nữa, cho nên là ai phải đăng ký thì phải chịu khó đợi thêm 1 tuần đến 10 ngày mới có hàng về tới nha. Về tới thì Thường sẽ ký tên lên hết y chang mình đã ship đi. Và có một cái khó khăn như vậy nè, phải nói thiệt là gửi số lượng nhiều đi qua máy bay á không được. Thường phải đi bằng xe, rất khó, rất gian truân luôn. Cho nên Thường để là một nửa sản phẩm ở tại Hà Nội, một nửa vào trong Sài Gòn, để có gì đầu Hà Nội là sẽ ký chuyển đi các tỉnh liền. Tại vì đã có cục pin ở trong máy đó, là luật lệ là không cho gỡ đi bay, không cho gỡ đi được. Bắt buộc phải tháo ra banh hết cái máy luôn. Cho nên là khó khăn với Hưng. Trong thời gian mà chưa có ai đặt mua máy thì có thể mua CD, chọn CD. CD là phiên bản giấy đã có rồi nha mọi người nha. 550.000 free ship. Còn cái máy hát là 2 triệu free ship.